Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe đến từ nhà Hyundai, một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008 phiên bản số sàn, máy 1.6 và động cơ này thì có công suất cực đại là 119 mã lực. Đấy, một mẫu xe lúc ra mắt được định vị ở phân khúc hạng D, Hyundai Elantra 2008. Bản này được lắp ráp ở Việt Nam và linh kiện thì hoàn toàn là nhập khẩu. Một mẫu xe được đánh giá ở phân khúc hạng D. Đấy, trang bị cũng khá là hiện đại. Hệ thống treo của chiếc xe này độc lập cả trước cả sau, nên là ngồi trước ngồi sau đều rất là êm, form dáng rất là đẹp. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 168 triệu đồng. Vâng, 168 triệu đồng thì bên em hỗ trợ vận chuyển cho quý vị và các bạn. Đấy, như cái biển Hà Nội này thì quý vị các bạn chỉ cần làm hợp đồng công chứng là đi thôi, để biển nó mà đi thôi. Đấy, sang tên đổi chủ làm gì cho nó phí cái biển Hà Nội ra. Đấy, Hà Nội Sài Gòn thì đúng là không phải mất 20 triệu tiền biển. Đấy, Hyundai Elantra 2008. Xe này thì có kích thước chiều dài cũng khá là dài vì nó ở phân khúc hạng D. Đấy, form dáng rất là đẹp. Chiều dài là 4m50, bề ngang là 1m77 và chiều cao là 1m49. Đấy, khoảng sáng gầm tối thiểu là 145mm. Xe này được trang bị hệ thống lốp lắp la răng rất là lớn, la răng hợp kim, la răng phay 15 inch, phanh đĩa phía trước và tang chống phía sau, thành lốp rất là dày luôn, có thành lốp khoảng 15 phân, càng thành lốp càng dày thì đi càng êm, bề mặt lốp tận 19,5 phân, đấy, lốp lắp còn rất là mới này. Đấy, xe này trang bị động cơ 1.6, công suất cực đại là 119 mã lực và dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập cả trước và cả sau, ngồi trước ngồi sau đều rất là êm. Đăng kiểm tháng 6 2022, thân vỏ lành lặn, máy số này cực kỳ là chất luôn, sơn xi màu bạc này thì rất là bền màu, thiết kế rất là hài hòa. 168 triệu đồng. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Hệ thống cột kèo keo chỉ đây, bốn cánh đều còn zin nguyên bản Hyundai Elantra mà chỉ có 168 triệu đồng. Máy 1.6 công suất cực đại là 119 mã lực, hơn vai ướt rất là nhiều, vai ướt thì chỉ có 107 mã lực thôi. Đấy, đi rất là bốc luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ trang bị cho máy Elantra, chiếc xe Elantra này thì khoảng 7 lít được hỗn hợp. Đó, nội thất ghế da sạch sẽ, rất là rộng vì là xe này trang bị có chiều dài là 4m rưỡi, cho nên là khoang nội thất này siêu rộng rãi này. Em cao 1m7 và ngồi hàng ghế thứ hai vẫn còn dư 20 phân. Chiếc xe này đi đường xa này ngồi rất là thoải mái, đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe này trang bị hệ thống âm thanh là 4 loa. Âm thanh thì cũng khá là hay, những dòng xe đi từ Hàn Quốc hầu như âm thanh đều hay, kể cả những mẫu xe hatchback một đầu. Phía sau là gương chỉnh tay. Đó. Trần lỉ nguyên bản, bọc lớp ni lông chống bụi chống ẩm. Hyundai Elantra 2008 phiên bản số sàn, máy 1.6. Hệ thống keo chỉ đây, tuyệt vời luôn, táp ly táp lô sạch sẽ. Đây là cái khóa cho em này, bên kia thì lúc vừa em không mở được vì người ta khóa, ấn vào nút khóa cho em rồi.
bình xăng của Hyundai Elantra tận hơn 50 lít cơ. Đổ một lần đi rất là nhiều luôn. Bốn quả lốp mới, la răng phay, la răng dạng đa chấu. Gương chỉnh cơ, có gương chiếu lốp này. Không đâm xô tai nạn gì. Đấy, mở cốp đây. Đây là mở cốp sau này. Nó rất là tiện. Đây phần tem mác sản xuất này. Hyundai thành công. Đây, ông bần này này. Đó. Trên Hyundai Elantra này thì chỉ được trang bị công nghệ đèn halogen thôi. Nhưng trang bị công nghệ đèn này nhìn rất là đẹp này. Đó. Màn hình cam lùi, cam xịn nhé. Đó, cốp siêu rộng rãi. Chỉ 168 triệu đồng quý vị các bạn đã sở hữu một mẫu sedan 2 đầu. Lúc ra mắt được định vị ở phân khúc hạng D. Sedan rộng rãi, máy khỏe. 1.6 thì cũng không quá ăn quá nhiều nhiên liệu. Chỉ khoảng 7 lít đường hỗn hợp thôi. Hóa tồn tại bài ớt thì khoảng 6,5 lít. Nó sàn xe này sạch sẽ, lốp này là lốp nguyên bản này, la răng sắt, sàn sạch sẽ và chủ xe đã có dán chống ồn này. Chiếc xe này thì form dáng thực sự là cũng khá là đẹp, anten vây cá mập nhé. Đây hệ thống đấy, hệ thống treo của xe này. Độc lập phía trước và bán độc lập phía sau, dạng đa liên kết, giảm chấn bằng lò xoay, lò lén và thủy lực này. Kể cả ngồi trước hay ngồi sau đều rất là êm. Đấy, hơn những cái dòng xe ở phân khúc B nhá. Lốp dày bịch. Đấy, xe này thì dẫn động cầu trước, cho nên là lốp trước sẽ mòn nhanh hơn lốp sau. Mang biển kiểm soát thủ đô này. Đó, Hà Nội Sài Gòn không phải mất 20 triệu tiền biển. Đó, 4 mắt cảm biến phía trước, phía sau và phía trước cũng có cảm biến quý vị các bạn ạ. Đây. 2 mắt cảm biến phía trước. Hệ thống đèn thì cực kỳ là sáng không? Logo Hyundai. Có cả logo ở trên lắp capo đây. Sơn xi sạch sẽ, không đâm vào tai nạn gì. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đó, máy đã lổ. Máy lổ rất là êm. Đây là cảm biến này. Đó. Vô lăng ba chấu, vô lăng này trợ lực lái dầu nhá. Đấy, đi rất là đầm tay. Màn hình DVD. Cắm USB này. Thẻ nhớ này. Dây radio đầy đủ. Em âm thanh khá là ok, nhưng mà em không test âm thanh được vì là liên quan đến bản quyền. Có thẻ GPS này. Đấy, chủ xe đã mua thẻ định vị GPS đây. Định vị GPS thì nó sẽ dẫn chỉ đường. Đó, có dẫn chỉ đường này. Đấy, mua bản quyền này. Thẻ GPS, dẫn chỉ đường GPS không cần kết nối mạng. Đó, đi đâu không sợ lạc đường nhé. Núm điều hòa rất là đẹp, điều hòa cơ, điều hòa 2 chiều. Điều hòa rất là khỏe nhé. Đó, sấy gương sấy kính đầy đủ. Hộp về đồ đây. Hai cổng sạc. Tẩu đi cốp này. Rất nhiều chỗ để đồ tiện ích. Chỉ có 168 triệu đồng thôi. Phiên bản số sàn, số lùi là số móc. Đó, cam lùi đây. Góc rộng luôn. Trang bị đầy đủ hết rồi. Quý vị các bạn về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, gương chống chói cơ. Máy nổ khá là êm. Đó, còn để đồ ở trên này nữa này. Một
mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ gì. Kính phía trước là chỉnh điện, gương chỉnh cơ, máy nổ rất là êm. Bây giờ sau đây em sẽ tiến về phần kho máy cho quý vị các bạn xem nhé. Hyundai Elantra 2008, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xe đánh là 1.6. Công suất cực đại của khối động cơ này là 119 mã lực. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Hyundai Elantra. Đó, tổng quan tổng thể phần khoang máy của con xe Hyundai Elantra 2008. Xe này được trang bị 4 máy. Động cơ là sử dụng trục cam kép làm biến thiên thông minh. Công suất cực đại của khối động cơ này là 119 mã lực. Khá là lớn, đi rất là khỏe. Máy nổ êm, máy cực kỳ là chất luôn, khô ráo sạch sẽ, máy nổ như máy mới. Đấy, phần tai này không đâm va tai nạn gì, còn rất là đẹp luôn. Ốc khá còn zin hết này, nắp capo rất là đẹp luôn. Chiếc xe này đi chủ xe đi khá là dữ. Đó, ECU này, trung tâm đầu não mọi hoạt động của xe đây. Đây là hộp cầu chì, máy móc khô ráo, phần khúc C. Đấy, phần chống ồn của xe cũng vẫn còn này, chống ồn cho khoang máy nhé. Vâng, là một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xi lanh là 1.6. Công suất cực đại của khối động cơ này là 119 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó khoảng đâu đó khoảng gần 7 lít đường hỗn hợp. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 168 triệu đồng. Vâng, 168 triệu đồng thì bên em hỗ trợ vận chuyển, đấy, bao công chứng, lọc lá một chút xíu cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.